Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cây cối đầm chồi nảy lộc vào những thời khắc thiêng liêng giao hòa của đất trời là dịp để mọi người mọi nhà sum vầy đoàn viên. Tuy nhiên, với những người lính nói chung, người làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, họ phải hy sinh hạnh phúc riêng để giữ gìn sự bình yên cho đất nước, cho cuộc sống của nhân dân. Trên điểm cao 763, Đài quan sát phòng không Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiếp trực sẵn sàng chiến đấu đang thực hiện nhiệm vụ. Đồng bộ cự ly 5.000, độ cao 3.000, mục tiêu bay thẳng vào, phương vị 5170, tà 120. Đó là tình huống được phát hiện bởi quan sát viên, báo cáo kịp thời với cấp trên có căn cứ để chỉ đạo và xử lý về các hiện tượng vật thể lạ xuất hiện trên không phận địa bàn của tỉnh. Dù rằng không được đón Tết cùng gia đình, nhưng chiến sĩ Mùa A Thi cùng đồng đội đều có quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ. Tôi được phân công phía trực ở trên đài quan sát là để phát hiện những cái vật thể bay trên không để báo cáo kịp thời cho cơ sở có chơi để bảo vệ cho mọi người đón Tết vui vẻ và an toàn trong năm mới 2021. Tổ chức quân số trực 100%, nâng cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, không để các phương tiện đột nhập đường không của địch, đột nhập địa bàn phá hoại, gây mất ổn định, an ninh trật tự, an toàn xã hội. 100% cán bộ chiến sĩ trong đài nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trên điểm cao 537, phân đội súng máy 12,7 ly trực sẵn sàng chiến đấu thuộc tiểu đoàn bộ binh trung đoàn 741 vừa xử trí xong tình huống giả định. Với phương châm vui xuân mới không quên nhiệm vụ, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm chế độ luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, những bài tập thể lực, chiến thuật cấp tổ được cán bộ chiến sĩ đơn vị thực hiện thuần thục, nhuần nhuyễn, điêu luyện đầy sức mạnh, thể hiện rõ khả năng cơ động, phản ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu khi có tình huống. Rất vinh dự và tự hào là một chiến sĩ phòng không 12-7 nhận nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu vào dịp Tết Nguyên đán. Với tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ bình yên bầu trời để nhân dân đón tỉnh Điện Biên đón một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, bình yên. Nhiều chiến sĩ cũng có nỗi nhớ gia đình, cũng mong muốn được về thăm gia đình hoặc người thân vào thăm. Nhưng trong tình hình dịch và trực sẵn sàng chiến đấu tăng cường, đấy, anh em cán bộ chiến sĩ cũng đã yên tâm tư tưởng, quyết tâm và hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao trên tinh thần trách nhiệm cao nhất. Để chuẩn bị cho đón giao thừa năm mới Tân Sửu 2021, các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, gói bánh chưng, mâm ngũ quả, trang trí cành đào, cây quất. Với người lính, tất cả mọi thứ đều giản dị, đơn sơ mà ấm cúng. Dẫu có vất vả nhọc nhằn trên mỗi trận địa, nhưng những người lính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên vẫn ngày đêm vững chắc tay súng vì sự bình yên của nhân dân và đất nước.